cánh cửa tới lãnh thổ của cái chết, một nơi mà chả có một con người hoặc một vị thần nào dám bước vào, được thờ phụng trước khi có cả đỉnh Olympus. Thanatos, vị thần của cái chết, cũng ở tại đó. Giải thoát chính bản thân và quá khứ của ngươi sẽ được tha thứ. Ngươi dám thách thức ta sao? Lãnh địa của cái chết được đặt bên ngoài phạm 6 lãnh thổ của đỉnh Olympus và thế giới của loài người. Nó xuất hiện rất lâu trước khi có luật lệ của các Titan và đỉnh Olympus, và nơi này là nơi đáng sợ nhất cho cả con người và những vị thần. Có những kẻ cũng đã dám đặt chân vào đây nhưng chưa có ai ra khỏi đây mà còn sống sót.
Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy được thứ ngươi đang tìm kiếm đâu.
Người anh em, giờ em đã an toàn rồi. An toàn ư? Anh đã để chuyện này xảy ra với tôi. Anh phải bảo vệ tôi mới đúng chứ. Anh nghĩ là tôi sẽ quên việc này sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh à? Nếu có đâu tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Anh trai à? Anh đã bỏ tôi. Đứng dậy. Chiến đấu với tôi. Tôi ghét anh cờ ra tốt. Đã giết con gái của ta, sợ pha tan. Và giờ ngươi sẽ phải chịu sự đau khổ cho điều đó. Ông không còn sức mạnh lâu hơn nữa để áp đặt tôi đâu, Thanatos. Cố thằng dở hơi.
anh đang tới với em đây người anh em. Đừng để em rơi xuống đó cờ ra tốt. Cờ ra tốt. Cứu. Sợ pha tan không bao giờ được để lưng mình chạm đất. Phải không người anh em? Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa đâu đi mốt. Đi nào, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đi nào anh trai, theo em. Chúng ta gần tới đó rồi, cờ ra tốt. Lời tiên tri có vẻ vẫn chưa nói hết ra sự thật về dấu tích trên người chiến binh mang tới sự hủy diệt cho đỉnh Olympus. Ares đã chọn một lựa chọn kém cỏi vào cái ngày đó rồi. Hắn ta bắt em trai ngươi, trong khi nó phải nên là ngươi mới đúng. Giờ điều đó cũng chả còn quan trọng nữa. Các ngươi chả có quyền có sự lựa chọn cho riêng mình đâu. Các vị thần chả quyết định được số phận của tôi đâu, Thana tốt. Các vị thần có quyết định, và chị em nhà phết làm nó tuyên thủ theo điều dĩ nhiên đó. Ngươi chả là gì, ngoại trừ là một con tốt. Trên bàn cờ, ngươi còn thậm chí còn chả biết rằng mình đang bị chơi nửa cơ. Thảm hại làm sao. Giờ đã đến lúc rồi, cờ ra tốt. Bắt đầu cho một kết thúc. Số phận của chúng mày sẽ như L.
Ngươi thật là tầm thường cờ ra tốt. Em trai ngươi chịu đau khổ là bởi vì ngươi. Số phận của ngươi được đặt ở trong bàn tay trên đỉnh Olympus rồi. Bóng ma của sợ pha tan à. Tới đây nào, tôi có một chỗ đất tươi cho anh ta đây. Em giờ đã được tự do rồi, em trai.
Thánh thần ơi, mình đã trở thành cái gì thế này? Cái chết, kẻ phá hủy thế giới. Nó đã xong rồi. Anh phải bỏ đi những thứ đã mà anh vẫn còn vấn vương ở phàm trần. Sự trói buộc của anh với thế giới này đã bị rũ bỏ rồi. Anh đã sẵn sàng để trở thành một vị thần. Tất cả việc này giống như một trò chơi đối với cô thôi sao, Athena? Nó chưa kết thúc đâu, Athena. Các vị thần sẽ phải trả giá cho chuyện này. Hãy tha thứ cho em, anh trai à. Thank you.
giờ chỉ còn lại một người nữa thôi.